3, 2, 1 Sâu si. Sâu si. Thắng nha anh Lâm ơi. Ôi nhanh quá trời. Trời ơi, ta trả thù được rồi. Cái bằng tan nè. Trời ơi, cái bằng tan con nhỏ. Ta trả thù được rồi. Quá, nhà đẹp quá. Ủa này nhà thiệt luôn hả? Trời ơi, trong đây có núi đẹp ghê không? Quá đẹp luôn. Nhà thiệt đó. Đẹp quá mọi người. Đẹp quá. Rồi ra đây chơi nào. Đây. Ghé ngồi nghỉ trưa đó. Là một chén trà sẽ đỡ khát chứ. Mời huynh. Mời chị em nghỉ, đi về đây. Trò chơi tiếp theo của chúng ta sẽ giúp cho các bạn có cơ hội thu thập được manh mối cuối cùng. Trò chơi có tên gọi Nhanh Tay, Nhanh Mắt. Lần lượt từng thành viên của mỗi đội sẽ đấu đối kháng, sau đó oẳn tù tì. Ai thắng cầm lấy ca nước tạt vào mặt đối thủ, ai thua cầm cây quạt che mặt lại. Nếu che mặt nhanh hơn và không bị ướt sẽ chiến thắng, ngược lại sẽ thua. Sau các lượt đấu đối kháng, đội nào có tỷ số cao hơn sẽ chiến thắng. Ai đấu trước ạ? Jennifer đấu trước đi. Lê Vũ Lâm sẽ chọn. Hiếu thứ hai. Nữa. Ra đi. Sao anh thù em hay gì vậy? Tôi thù cậu mấy tập trước rồi. Trời ơi, vậy mà bây giờ mới biết. Lật mặt. Trời còn bắn vô. Hiểu được chơi chưa? Em hiểu rồi. Mà. Có cần thử không? Trời không cần thử đâu. Cái nhịp đếm là 3, 2, 1 là chụp. Ủa? Đâu có thầy không? Sự thi thắng cực liền mà. Thầy thắng là chụp luôn. Thật sự tỉnh táo rồi. Anh hiểu được chưa? Anh hiểu được chưa? Anh hiểu được chưa? Được rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Dừng lại đi. Diễn gì thấy gì chơi mà. Mặt quá à. 3, 2, 1 Sâu si. Sâu si. Thắng nha anh Lâm. Ôi nhanh quá trời. Ôi nhanh quá trời. Trời quá trời. Trời ơi 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 quá trời. Bằng tan nè. Trời ơi, cái bằng tan con nhỏ. Tôi trả thù được rồi. Cặp cặp theo sẽ là tôi và Hiếu thứ hai nữa. Tôi và Hiếu thứ hai nữa. Tiếp theo. Nhưng mà đang xung mẹ anh Trường Giang và chị Nhã Phương. Đúng. Đúng. Ủa nữa hả? Đó, đừng em đừng anh ngại hả? Đừng có đem cái sự dằn vặt gia đình mình cho. Trời ơi. Chị không ngại, tại sao anh ngại? Đúng rồi. Không được anh ngại. Anh dám nói đi. Anh dám. Bây giờ em cái em đá cái này hả? Đây, tôi chỉ nói nhỏ người anh tôi như thế này. Thắng một game nhưng thua cuộc hôn nhân. Đúng. Anh chọn. Anh chọn. Anh chọn đi. Cuộc chơi là ngắn, cuộc đời là dài. Hãy chọn đi. Cái gì? Bao. Đếm. 3, 2, 1 Vô bánh. Không được, không được. Không được. Trời ơi, sao lại mình thua nữa nè. Ê, không có vậy. Đẹp, gái, gái nè. Thua mình thua. Ở nhà là hay vậy nè. Ở nhà là vậy. Há cái gì mình thua là chịu. Đúng rồi. Bạch công tử ơi. Hả? À, vậy là thua cái gì ạ? Tôi không dám nói nữa. Đây là thời gian để cho hai bạn làm lành. Mời hai bạn đi vô kia. Hai bạn vô kia. Vô ôm xin lỗi người ta đi. Đi vô ôm. Nếu vậy là thì ra tỉ mụi mình chứ hả? Thể hiện cho người ta thể hiện là. Ủa, tại sao em ra cái bao, em ra cái bao luôn? Anh thấy em ra cái bao em sẽ ra cái búa. Thôi em thấy vậy là vui rồi, anh giải thích làm gì. Em nói thiệt mà em tin chồng em là sẽ tin em. Trời ơi!
tin người ta là con gái. Tội nghiệp con bé quá. Tội nghiệp quá. Đáng quá. Mời Bạch công tử. Nào huynh đài, chuẩn bị. Cố lên nha anh. 3, 2, 1. Chỉ sợ đồng đội thơ dài. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn ơi, cố lên. Rồi, Tiến Ngân vô nha. Có hỏi han gì không? Không à. Ngân, tập trung nha em. Em rất tập trung luôn á. Ừ. 3, 2, 1. Che lại vậy nè. Che, 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 che. Che sẽ dính mặt. Rồi. Tại chị em giết người ta. Quê đây. Lượt cuối đi. Vui đó. Với bánh bèo. Đúng rồi. Hợp lý không? Hợp lý. Bao nhiêu năm tập yoga nhanh nhẹn dùng anh cái. Yoga chậm rãi. Chết tôi rồi. Ai con này xui lắm. May mắn lắm, nó hơi thù à. Ba, hai, một. Một hai ba. Ủa trời ơi, không được rồi. Trời ơi. Ê, tâm lý thắng bé gái nha. Tâm lý thắng cho con nha. 1, 2, 3. Cảm ơn em. Bao nhiêu rồi, thứ ba thắng nha. Chơi 6 lần cũng thua. 6 lần thua. Không có em. Anh Giang hy sinh gia đình mà chơi tới tối. Tại em có cái tính liệu á. Tính liệu à? Không, không có, em nghe nói trò chơi này chơi cho có thôi. Nhục như vậy mà chưa có hả? Quá là chuyện tâm linh không đùa được. Như vậy đội đoàn kết sẽ nhận được manh mối cuối cùng. Chúc mừng các bạn. Mời em đây. Trời ơi, cái đó là phải là của mình rồi. Đâu anh em là camera của đeo không? Ok lắm, còn này hơn lắm. Yeah. Hiếu. Trời ơi, chị thôi chị ơi. Dạy dột nha Hiếu. Hiếu. Chị ở nhà đi. Cái gì vậy? Bên kia này. Em không biết luôn á, cái gì vậy? Thôi được rồi. Đúng rồi.
Thôi cái con nó xui thiệt nha. Hay quá à. Em giỏi quá à. Trời ơi, em có tính chụp giật hay hết. Trời ơi, nhanh thiệt luôn. Ừ. Bây giờ các đội đã có manh mối trong tay. Các đội sẽ có 2 phút thảo luận để tìm ra đáp án. Đó là địa danh nào? Mỗi manh mối tương ứng với một chữ. Sau khi có đáp án, các bạn lên trao đổi bí mật với chúng tôi. 2 phút bắt đầu. Giờ mình về mình bàn đi. Hồi nãy là có cái hình tâm thần của em. Chắc là L. Gì? L, Lâm, Lâm là L. Là một chữ mà, tao nói một chữ mà. Dạ, một bộ đó được, một bộ đồ ngủ. Cái kia là một gì? Chữ. Cái kia là gì? Kia là gì quá trời? Kia là cái máy hiên nhà. Máy hiên mà có mưa. Ủa, anh thấy mưa không đâu anh? Có cái máy hiên nữa mà, xanh xanh là máy hiên. Anh có khi nào là cái máy hiên ở cái phòng ngủ không? Cái bộ đồ em là bộ đồ ngủ. Con cung ở... Có gì? Có đâu cung? Cái cung nổi, con biết rồi, anh biết rồi. Đó, cái cung là cái nổi. Cái cung đó. Cung hành kiến rồi đó. Cô biết là cung hành kiến rồi. Có bài kiếm không có kiếm? Sao lại nó nói? Không có kiếm thì kiếm. Kiếm thì kiếm bất lực. Gì vậy? Có rồi. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã ra. Chắc chắn 100% là đúng. Bên đại kia ngơ ngác rồi. Chưa gì đó. Trời ơi. Đưa cho em coi. Mỗi người 2 dữ liệu hết mà. Thì giờ đưa coi coi biết liền hả? Thì giờ mình trao đổi đi. Nhiều khi mình trao đổi chưa chắc mình biết luôn đâu. Đúng. Giờ mình trao đổi một từ đi. Một từ đi. Chịu không? Một từ. Chỉ cho trao đổi một từ không? Chơi à. Dạ mời, mời tiểu thư. Bên đó rộng lâu ha. Ờ, thiệt luôn á. Ra dễ quá. Trời. 1, 2, 3. Cái này nè. Lẹ 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 lẹ. Lẹ lắm. Đóng hành gì đó. Không phải, làm gì có tổng hành. Đặt ngũ hành sơn. Ngũ hành. Ngũ hành thủy. Không có, làm gì có. Thủy hành. Cái gì vậy? Hồi nãy em nói mà, thương tin em. Cái gì? Điên cùng tâm hoặc tâm là cái thần. Khoan nè, phân tích lại nè. Đây không, mình sẽ bỏ từ nước đi. Nếu không ra bỏ từ nước là thủy đi thì nó là mưa. May là vân phong. Con cung hành lâm tự. Chưa chính xác. Gần đúng. Yeah. Gần đúng rồi, gần đúng rồi. Gần đúng. Hành cung. Mưa là Vũ là mưa. Động hành. À, hành động hả? Ủa? Động. Lâm đồng. Lâm hàng đồng. Hay là hồng đó. Hồi lâm hồng tím. Hay một tím. Một tím. Đúng rồi. Chính xác. Yeah. Thôi không nói, đừng nói. Đi thôi anh em ơi. Đi thôi mọi người ơi. Cho đến giờ này thì đội đoàn kết các bạn có đáp án nào không? Dạ. Nó là một cái động gì đó, cái chỗ cái hành không hiểu thôi. Đội chiến thắng, các bạn có thể giải thích tại sao các bạn đưa ra đáp án đó không? Tại vì hồi nãy cũng may mắn là bên kia cho tấm hình. Cho nên là tụi em phát hiện ra liền. Đó chính là Hành cung Vũ Lâm. Hành cung Vũ Lâm. Chính xác. Lên chưa Bảo Lâm. Lâm là em đó. Lâm em rất nhiều. Lâm là em. Hành cung Lâm rồi.
Thành Công Vũ Lâm. Ăn ơi, cho đã đi. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ 2, 3, 4 xem đồng thời trên Vion.